Dạ, kính thưa Đức Tổ sư, kính thưa Đức Thầy và kính thưa quý bạn đạo. Chiều hôm nay chúng ta sẽ ôn lại phần pháp lý về phương pháp công phu. Thì chúng tôi cũng như sáng nay sẽ mời một số bạn đạo lên trên đây để đóng góp về cái chương trình này. Rồi sau đó chúng ta sẽ có lời giảng của Đức Thầy. Dạ, xin mời bác Nguyễn Thị Thanh Thủy lên. Văn Thành Văn, Trần Thị Xuân Thu, Lê Thị Thia. Xin mời chị Lê Thị Thia. Dạ, kính thưa quý bạn đạo, trong cái tư thế ngồi thiền đó, cái điểm nào quan trọng nhất? Trong cái tư thế ngồi thiền đó, cái điểm nào mà quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý? Dạ. Dạ, con kính thưa Đức Tổ sư, kính thưa Thầy, kính thưa tất cả quý vị bán đạo. Mình tu pháp lý vô vi của mình là điều cần nhất là xương sống phải đứng thẳng, vì xương sống gọi là cái rừng cột của mình. Xin hết. Xin các bạn đạo khác có thể bổ túc thêm cho chị Hia nói là đúng, đó là cái xương sống mình phải thẳng. Nhưng mà tại sao xương sống mình nó phải thẳng? Dạ, theo em nghĩ xương sống thẳng giống như là cái cột trụ để cho luồng điện mình hướng thẳng đi lên. Và theo em nghĩ quan trọng nữa tức là phải nhìn thẳng về phía trước. Chị Chánh có gì thêm không? Dạ, kính thưa Đức Tổ sư, kính thưa Đức Thầy và kính thưa quý bạn đạo. Theo chánh nghĩ thì chánh bổ túc thêm là nếu mình nên tập trung ngay trước trán và trên đỉnh đầu để cho luồng điển nó đi lên trên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn chị Chánh. Mời anh Văn. Sư kính thưa Đức Trợ Tám, kính thưa quý bạn đạo. Theo nghĩ cái ngồi thiền đó, cái đầu tiên đó là mình phải thả lỏng. Khi mình thả lỏng rồi đó, mình phải nhớ tới cái xương sống mình phải thẳng. Chứ nếu như mình tập trung tới xương sống thẳng đó, thì mình sẽ gồng. Mà ở cái tư thế xương sống thẳng nhưng mà mình phải thả lỏng. Thả lỏng ở cái tư thế tự nhiên hồn nhiên đó, xương sống nó lúc đó luồng điện nó mới thánh thoát nó đi lên. Thì khi mà mình đã thả lỏng, lúc đó mình phải nhìn ngay tâm tinh của mình đó, mình tập trung niệm Phật. Thì lúc đó nó mới tròn trịa được. Xin hết. Cảm ơn anh. Thì như các bạn nói đó, thì cái tư thế ngồi thiền ở trong vô vi á, thì cái xương sống nó phải thẳng, nhưng mà cái đầu cũng phải thẳng nữa. Nếu mà cái xương sống thẳng mà cái đầu gục á là cũng không được. Thành ra xương sống, cái cổ, cái đầu phải thẳng hết. Còn nếu mà ngồi thiền mà cái xương sống không có thẳng có lợi ích gì không? Có hại gì không? Dạ, có hại. À, thưa chị Hiếu cho biết có hại cái gì ngồi thiền mà cái xương sống nó cong á? Dạ, thưa, ngồi thiền mà xương sống nó cong thì cái lượng điểm nó đi xuống thì sẽ có hại. À, có hại. Dạ, thì các bạn đạo đã thấy rõ cái điểm này rất là quan trọng. Nhưng mà tuy mình biết là trên lý thuyết là cần phải cái xương sống thẳng, nhưng mà khi mà ngồi thiền á, thấy nhiều người cái xương sống nó cũng không được thẳng mà cái đầu nhiều khi nó gục. À, ra mình ngồi thiền á, không phải là ngồi ngủ gục. Hai cái mình phải phân biệt nhau, một là ngồi thiền, hai là đi ngủ, chứ đừng có ngồi ngủ gục. Dạ, xin không biết các bạn đạo nào có muốn thêm cái ý kiến về vấn đề này không? Dạ. Dạ, cho xin phép thêm một cái ý kiến là cái anh gì đó, anh nói là trước nhất đó là phải thả lỏng, rất là đúng. Nếu mà quý vị căng thẳng đó thì cái luồng điện nó không có được tròn trịa, nó không có được đẹp. Là tất nhiên là cái đầu của mình á, là mình phải đưa lên thẳng nhưng không được gồng nó. Khi mình đưa cái đầu mình lên đó thì mình cho nó vô một chút thì nó mới thẳng được. Có nhiều người đó, khi mà tôi bắt đầu tập tu theo cái phái khác đó, thì mấy cái người trẻ mà họ còn có cái tánh ngang ngược, ương ngạnh, thì khi mà họ ngồi thiền đó thì cái đầu của họ, cái chỗ này, họ cứ ngẩng lên như vậy, ngẩng lên như vậy. Cái ông sư, ông mới đến, ông đập trong cái. Thì cái người đó không biết tại sao thầy đập mình. Thế thì mới bảo là đem cái cổ vô như thế này. Đó, thì mới đúng. Nhưng mà đem cái cổ vô không phải là phải bắt buộc nó phải vô như thế này. Đó, thả lỏng nhưng mà đem nó vô một chút.
chứ không có được ngẩn như thế này. Mấy cái người ngẩn như thế này, mấy cái người đó là ương ngạnh nhất, cứ cho mình là số 1 trên trần gian. Đó, cái này cũng phải tìm hiểu. Xin cảm ơn chị Mô Mê. Rồi xin ban chị, dạ có ai thêm không? Dạ có chị Sương ở Úc Châu muốn thêm về cái vấn đề lưng thẳng. Tôi chỉ xin góp ý là khi muốn thẳng á, thì nó có một cái kỹ thuật là lúc mình ngồi mình kê cái gối vừa phải, mà tự mình phải kiểm cái gối đó, đầu gối mình banh ra đó, thì mình phải cho nó đụng đất, tức là cái phần mông mình ở trên cái gối, nhưng mà hai cái đầu gối mình phải đụng đất. Thì mình trước khi ngồi đó mình phải lắc qua lắc lại để giữ cái thế, bởi vì hai cái đầu gối này nó giống như là cái bàn mà ba chân, nó sẽ đỡ cho cái xương sống, nó hỗ trợ cho cái xương sống mình. Và đồng thời có thêm một điều nữa đó, mình muốn biết cái xương sống mình nó có thẳng hay không á, thì mình rờ ngoài sau cái đường sống lưng, cái rãnh sống lưng á. Nếu mà nó có cái rãnh thì tức là nó thẳng. Còn nếu mà cái rãnh nó không có mà nó mô ra đó, thì mình biết rằng mình cong. Mình biết rằng mình cong. Thành ra nó có hai cái đó rất là quan trọng. Và hai cái đầu gối này trước khi ngồi mình lắc, lắc làm sao cho nó đụng đất á, thì nó ngồi rất là vững. Dạ xin hết. Dạ, xin cảm ơn chị Sương. Thì cũng xin nhắc lại là khi mình mới vô ngồi thiền á, mình xếp bằng để mình sửa soạn thiền á, thì lúc đó mình, lúc đó ai cũng ngồi thẳng hết trơn á. Vấn đề là sau một cái thời gian ngồi thiền rồi đó, lúc đó còn giữ được cái lưng thẳng hay không và cái đầu thẳng hay không á, là cái chuyện đó mới là khó. Chứ không phải là cái chuyện ngay lúc đầu mới bước vô ngồi thiền á, thì phần lớn đều là lưng thẳng hết. Nhưng mà ngồi một chập cái bắt đầu là cái lưng hết thẳng rồi cái đầu cũng gục luôn. Thì cái đó thì mình phải kiểm soát, là mình kiểm soát cái lúc mà sau một thời gian mà mình ngồi thiền á, sau khi soi hồn, sau khi pháp luân thường chuyển qua tới thiền định á, là lúc đó cái bắt đầu thả lỏng cái, nó gục hồi nào không hay, hoặc là nó cong lưng hồi nào không hay. Thành ra mình phải để ý cái điểm đó. Và khi mà mình mệt rồi đó thì không có nên mà ép sát. Tại vì mình ép sát mà cái sát mình nó mỏi mệt quá rồi á, mình cong lưng hoặc là cúi đầu á, là cái đó nó, lúc đó là nó có hại thôi chứ nó không còn lợi ích gì nữa hết. Thầy nói tốt hơn hết là nên ngưng đi, đừng có nên tiếp tục nữa. Mấy người mà ngồi mà lúc đó cái đầu mà bắt đầu gục rồi á, cái lưng cong rồi đó, thôi nên xả thiền đi, nghỉ rồi chừng nào khỏe thiền lại tốt hơn là mình tiếp tục như trong cái tư thế đó. Xin ban kỹ thuật cho cái 00B với 00C lên. Cái lưng chúng ta phải thẳng, bởi xương sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ, càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi khom vậy không có tu được, không có sức phát luồng điển, không có sức phát rõ rệt. Phải thẳng lưng. Tiểu vũ trụ là cái lưng chúng ta, cứ ngồi thẳng thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc, làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh. Tùy theo khả năng của mọi người, kiết già có người ngồi được kiết già, mà người ngồi bán già, người chịu ngồi ghế, cần cái xương sống thẳng, ngay thẳng, sức phát đi lên là cần thiết thôi. Còn ngồi cách nào, nghĩa là phương tiện nào thoải mái cũng được hết. Cô Vô Vi có chủ trương đàng hoàng, xương sống thẳng, đứng thẳng, ngồi ngay thẳng á. Đó là chủ trương của Vô Vi, không có ngồi méo quá được, không có ngủ gà ngủ gật được, ngồi thẳng. Được mấy phút là mấy phút, còn không là nằm ngủ, chứ không có ngồi mà ngủ gà ngủ gật hoài không được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần mà giữa con người kính trọng, tôi chỉ nói qua thôi chứ tôi không có làm khó khăn mọi người. Mà nhiều người cứ ngồi ngủ gà ngủ gục không được, nhưng mà tôi không biết lòng người ta làm gì. Nhắc hoài trong băng, tôi nói có triệu lần như vậy. Nhưng mà người nào chịu làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy thông lên bộ đầu rồi, thì khi mà nó mở rồi, muốn ngồi méo chút không được, phải ngồi thẳng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến. Mời bạn đạo Trần Thị Hồng ở Florida, Nguyễn Huy Đức ở Belgium ở Mỹ, Lâm Kim Hoa ở Hawaii và Trần Anri ở Úc Châu.
Dạ, xin các bạn đạo cho biết cái ý nghĩa của co lưỡi răng kề răng. Kính thưa Đức Tổ sư, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Tôi là Trần Henry, mà hồi trước thì người ta thường gọi tôi là Thanh. Thì những bạn đạo cũ biết tôi qua Thanh thôi. À, tại sao co lưỡi răng kề răng là theo cái... tôi không nhớ rõ hết, nhưng mà cái mục đích chính là để cho cái nhâm, mạch nhâm và mạch đốc của mình nó thông, tức là nó thành một đường hẳn vậy, nó không có bị đứt đoạn. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là tôi nhớ là thầy có nói là nếu mà ngồi thiền hay là trong những lúc mình niệm Phật á, hay nói chung á, ngồi thiền đi, mình co lưỡi răng kề răng á, thì nó đóng khớp xương phía sau đây nè, thì cái phần âm nó không có vô được, vô phía sau. Còn mà bình thường mình niệm Phật á, mình co lưỡi răng á, thì mình sẽ thấy cái điển nó thông hơn là mình không có co lưỡi răng. Và cái nữa là co lưỡi răng thì mình sẽ bớt cái nói chuyện, nói nhiều quá nhiều khi dễ bị nhiễm chấp lắm. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn anh Đăng Ri. Đăng Ri đã nhắc lại những cái căn bản về cái co lưỡi răng kề răng cũng đúng đó, nhưng mà còn nữa chưa có hết, là tại vì khi mà mình ngồi thiền tại sao mà mình co lưỡi răng kề răng, cái ý nghĩa đó thì có ai đóng góp thêm. Dạ, xin mời. Đóng cửa, đóng cái răng kề răng đó là mình đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Dạ. Dạ, để nó mở. Dạ, cảm ơn chị Hồng. Dạ, dạ anh chị biết. Thì cái câu đó tôi cũng muốn nói là thầy đã dặn như vậy, mà chỉ dành cho nói trước rồi. Rồi. Thì, có nói gì khác thêm không? Có gì bổ túc thêm không? Thì thầy dặn. Còn cái ý nghĩa gì về điển quang cao siêu hơn nữa không? Đó là tôi không biết. Thì các anh em bạn đạo cũng đã nói hết. Thì những có cái đơn giản nhất là khi mình co lưỡi thì cái khẩu của mình nó đóng cái cổ họng, thì mình chỉ còn có cái hơi thở thôi. Đó là theo về cái vật lý cái của con người. Khi mà cái lưỡi mình co lên như vậy rồi thì cái khẩu của mình nó đóng lại, thì do đó chỉ thở hơi thở thôi, và không có những cái gì mà nó đụng chạm tới cái hơi thở mà đi lên của mình. Dạ, nó xin hết. Dạ, cảm ơn. Dạ, thưa các bạn đạo, làm sao mà mình kiểm soát cho biết mình co lưỡi đúng? Làm sao mình biết mình co lưỡi đúng? Mình co lưỡi đúng là mình co lên trên nóc họng này để răng kề răng lại cho nó kín lại. Và nước miếng nó chảy ra là điển nó dễ đi lên. Yeah. Thì nếu mà mình co lưỡi mà đúng á, thì lúc đó nước miếng nó mới ra nhiều. Mà làm sao? Tại vì cái phần lớn là cái chuyện co lưỡi răng kề răng là cái chuyện căn bản ai cũng làm á. Nhưng mà làm một thời gian rồi đó, mình nằm bên trong cái thói quen một cách máy móc á, cái sau đó mình không có co lưỡi, mình chỉ cong sơ sơ thôi. Để ý coi, mình cong sơ sơ thôi, mình không có co lại như lúc đầu. Co cái lưỡi đụng lên cái nấu chân trên á, là mình không có co đàng hoàng nữa. Một thời gian sau cái mình làm quen rồi, cái mình cắn răng lại, cái lưỡi mình nó đụng vô cái răng thôi, chứ mình không có co lưỡi nữa. Không biết có bạn đạo ở dưới có ai muốn thêm về cái đề tài này không? Nếu không thì xin mời ban kỹ thuật cho cái 01. Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng là chúng ta đang thực thi co lưỡi răng kề răng, nó mới tập trung kinh khí thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây, tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được. Cũng như thầy vừa mới giảng, cái co lưỡi răng kề răng đó, nó không phải là, nó còn cái ý nghĩa cao siêu hơn nữa, vì nó là một cái ấn. Cái ấn của Đức Quan Âm này, thì thầy nói hai cái răng kề răng co lưỡi là cũng như cái này, còn ba cái ngón tay chĩa lên trời là tinh khí thần, nó hướng về bên trên. Thành ra trước khi mà mình vô ngồi thiền là cái pháp đã sửa soạn cho mình để cho cái luồng điển của mình tinh khí thần nó tập trung, nó thăng hoa lên trên.
đúng theo cái ấn của Đức Quan Âm. Thành ra cái đó nó có cái ý nghĩa rất là cao siêu hơn nữa, là thầy vừa mới giảng đó là cái ấn của Quan Âm. Thành ra cái pháp của mình nó rất là tinh vi, tại vì nó từ cử động một, từ chút một đã sửa soạn cho mình rồi. Trước khi vô ngồi là cái tư thế mình đã ngồi thẳng lưng để sửa soạn cho cái luồng điển nó xong lên. Mà vừa co lưỡi răng kề răng đó, là cũng để sửa soạn cho tinh khí thần tập trung để phóng lên trên. Dạ, xin cảm ơn các bạn. Xin mời tu sinh Nhẫn Hòa Lê Ngọc Mỹ. Xin mời Lý Thị Jacqueline ở Paris. Xin mời Nguyễn Thị Cúc ở San Jose. Và xin mời anh Quách Tô Ma Ngọc. Rồi. Xin mời chị Lê Thị Phụng ở Pháp. Rồi, xin cho các bạn đạo cho biết tại sao mà khi mà mình vô ngồi thiền bắt đầu nguyện hai cái tay mình phải chấp lại. Thưa cho luồng điển âm dương hợp nhất. Dạ, dạ thưa. Dạ. Dạ, đúng như vậy, hai cái luồng điển âm dương hợp nhất. Để nghe cho nghe cái số 2 đi anh Chắc. Vì chúng ta có âm có dương, cơ thể chúng ta âm dương là có điển, hai luồng điển hợp nhất nó mới là xuất phát đi lên, thì cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được. Yes. Xin đặt cái câu hỏi tiếp nhé. Cũng như thầy nhắc đó thì hai cũng sửa soạn cho cái cuộc thiền của mình, hai cái tay chấp lại thì cái luồng điển nó mới phóng lên lên, ý nguyện chúng ta mới chuyển đạt được. Thì kế tiếp tại sao chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần? Tại sao chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần? Kính thưa chư vị bề trên, kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Thầy cùng các bạn đạo. Trước khi mình tọa thiền thì mình niệm 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy mình dạy niệm Phật để giải nghiệp tâm. Cho nên mình muốn đi vô thanh tịnh tâm, trước hết mình phải giải nghiệp tâm, mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trước khi đó để cho tâm mình thanh tịnh để đi vô thiền định. Xin hết. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, xin bạn đạo cái chị Phụng và chị Phụng có gì thêm không? Dạ, thưa, tôi cũng đồng ý với lại anh, nhưng mà tôi có một ý kiến thêm nữa là trong vũ trụ chi phối bởi 6 cái gọi là 6 cái limon, quên nói tiếng Việt làm sao, tiếng Việt cũng chấn động như là có thể như vậy. Coi như thầy nói là Nam thập phương, Nam lửa bính đinh, Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thâu vô tận, Di giữ bền ba cháu báo linh tinh khí thần, Đà ấy sắc vàng muôn tỏa, bao trùm khắp cả. Bao trùm khắp cả. Và Phật hay thanh tịnh ở nơi mình. Tức là mình tập trung tất cả 6 cái để mà mình đi vào thanh tịnh, dễ đi vào thanh tịnh hơn. Theo tôi nghĩ như vậy. Dạ, chị Thanh. Dạ, xin chị Liên có gì bổ túc không? Nói về cái vấn đề niệm Phật thì cái đó là rất là hay. Tại vì luôn luôn là mình phải hướng thượng để mình niệm Phật trên đỉnh đầu. Để trong cái câu nguyện á, khi mà mình chắp tay mình nguyện á, tại sao mình bắt đầu cái phần nguyện của mình bằng Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần? Dạ, mình bắt đầu là để cho mình phải tập trung mà mình hướng thượng. Ở trên đỉnh đầu mình lúc nào cũng là mình thường xuyên pháp vô vi mình cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cũng như là mình như lời đầu tiên mình chắp tay để mà mình như là tuyên thệ vậy đó, cũng như là mình thề. Cũng như thầy hay nói là mình chắp tay cũng như là một búp sen để mình dâng cho Phật. Thì khi mà mình nguyện là một cái lời nguyện thì là cũng như là mình phải làm theo tất cả những cái việc mà mình đã nguyện đó, để mình phải giữ lời để mình hành pháp. Thì mình nghĩ vậy, đó là về kinh niệm, đó là niệm về Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ. À, tại sao ba lần có ai muốn đóng góp không? Anh Vinh muốn đóng góp không? Tại sao anh ừ, tại sao ba lần mà có ý nghĩa gì? Anh có câu trả lời không? Không à? Ở dưới hội trường có ai có câu trả lời không? Dưới kia trước à? À, kính thưa ban tổ chức, tôi là trong sự cho, tôi xin có ý kiến. Mình trước khi mình vô cầu nguyện, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, đó là mình đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Và Ngài sẽ ban luồng điển xuống cho mình để cho mình tu hành. Xin hết. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ, có ai đóng góp không? Chị Nương muốn đóng góp thôi. Ba cái đó nó tượng trưng cho cái gì? Ba cái đó là tượng trưng ba luồng điển thượng trung hạ. Cảm ơn chị. Có ai muốn đóng góp thêm không? Chị đi. À, anh Bảo, theo tôi nghĩ có lẽ là chị Phụng. Yeah. Mình muốn gom lại cái ba cái tinh khí thần, yeah, để trở về với thanh tịnh. Dạ, yeah, đúng rồi, ba lần là tinh khí thần. Yeah. Mời anh còn. Dạ, xin phép đóng góp vào Nam Mô Di Đà Phật và ba cái luồng điện. Thì theo tôi nghĩ Nam Mô Di Đà Phật đó là khai mở 6 cái luân xa trong bản thể của chúng ta. Như chị đã vừa nói đó, Nam là Thập Phương Nam Lửa Bình Đinh, như vậy. Rồi trong cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta là như là tâm can tỳ phế thận, và đó là ngũ tạng. Còn lục phủ đổm dị bàng quang tam tiêu tiểu trường đại trường, thì khi mà chúng ta niệm Nam Mô Phật thì 5-6 cái luồng điển ở trong cái ngũ tạng của chúng ta nó sẽ gom hội tụ lên ở trước trán là huyệt ấn đường, có thể cao hơn thanh nhẹ hơn thì đó là cấp Phật, thì ngay đỉnh đầu đó là huyệt hà đầu thành, mà bên Đông Y trong cú tôi gọi là bách hội. Thì khi mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật như thế là thì gom hội tụ 6 cái luồng điển của ngũ tạng và lục phủ của chúng ta gom lên trên và kết hợp chia răng cả răng co lưỡi thì chúng ta về định hơn. Và khi mà chúng ta niệm 3 lần như thế đó thì tượng trưng cho như các bạn bây giờ nói là tinh khí thần. Như vậy là chúng ta dễ định hơn và chúng ta dễ siêu sức hơn và chúng ta dễ tiến hóa hơn trong lúc chúng ta công phu. Thì xin phép hết. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, có ai bạn đạo nào mà muốn đóng góp thêm về cái này không? Xin mời ban kỹ thuật cho lời giảng của Đức Thầy. Cái 03. Cái kinh nghiệm của hành giả đã hành, cũng như bây giờ tôi đọc mình phải hiểu cái nghĩa. Thấy không? Rồi tại sao tôi phải đọc Nam Mô Di Đà Phật? Tôi nguyên căn của tôi là hòa đồng chứ không phải trong ba. À, tôi đọc 3 lần để tinh khí thần của tôi thưởng hưởng ứng 3 cái đó. Vì tôi đang xây dựng tinh khí thần của tôi, mà tinh khí thần tôi không biết lối thoát là tôi xây dựng cái gì. Tôi xây dựng cái cạnh tranh à. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên. Rồi. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Xin mời anh Đặng Cao Hiển ID 1688 lên. Xin mời chị Trương Thị Xanh ID 6217. Mời Trịnh Cẩm Tú và chị Ngô Thị Trinh Úc. Chị Ngô Thị Trinh ở Úc Châu. Thưa các bạn, thì sau khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà, nguyện Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, sau đó có 2 câu nguyện Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử trên việc tu hành đắc đạo, niệm cái phần đó 2 lần. Ý nghĩa của 2 câu nguyện đó là như thế nào? Kính thưa Tổ sư và kính thưa ông Tám, kính thưa các bạn ban đạo, tôi còn nhớ rồi. Cái Đức Quan Âm là hồi xưa nhớ có coi mấy cái bản video nói khi mà ông Tám không có thở pháp luân không được thì hình như là có Đức Quan Âm tới tập chỉ cho ông nằm thở chứ mình. Sau khi ông thở chứ mình xong được thì ông bắt đầu ông mới thở pháp luân được, thì ông về gặp ông Tư, thì ông Tư nói thở được rồi phải không? Thì con nghĩ là
pháp của mình thì có Đức Quan Âm giúp đỡ cho nên khi mình đi khi ngồi thiền thì cái mỗi lần con niệm Quan Thế Âm thì mình nghĩ cũng là một trong những cái vị Phật mà có cái sự giúp đỡ giúp cái pháp của mình với sự xây dựng cái pháp của mình vậy thôi. Thì đối với con cái phần đó. Cảm ơn anh Hiển. Dạ có có bạn đạo nào muốn đóng góp thêm không? Hồi nãy có bạn đạo nào ở dưới giơ tay lên phải không? Em hay thêm cái nghe thầy nói là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là cái luồng điển cực thanh cực tịnh để giúp mình á định tâm khi trước khi ngồi thiền. Đó là luồng điển cực thanh cực tịnh. Đã sao em nghe đây. Em xin hết. Dạ, cảm ơn chị Thảo. Dạ, bên phía Nam có người xin chết. Bởi vì bàn đạo đã phát biểu tất cả những ý kiến đó tôi thấy đúng. Nhưng mà cái cảm giác của tôi á, cảm nghĩ của tôi lúc đầu á, là đối với mình phải có một cái quan niệm khách quan trước cái đó. Khi mà ông thầy ông ra cái lần mà mình niệm có lưỡi răng cái răng mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là cái ý nghĩ đầu tiên của tôi á, tức là mình nghĩ tới cái đấng đó, cái vị đó, có phải không ạ? Mình thành tâm mình nghĩ tới cái vị đó thì mình mới niệm được cái vị đó. Còn ngoài ra đó, những cái ý niệm mà về luồng điện thanh tịnh hoặc là về cái gì đó thì tùy theo những cái khả năng khám phá của hành giả ra mà thôi. Những cái đó thuộc về là vô hình, mình đã nói tới điện rồi á, tức là nó vô hình, đấy không? Cho nên tôi xin diễn tả một cái thực chất rõ ràng nhất, đó là cái cảm nghĩ mình kính trọng người nào, mình nghĩ tới người đó, mà trong cái lúc tu á, là mình tập trung tư tưởng, tức là cái tư tưởng mình hướng đến cái vị đó. Trình bày lúc trước đó, mình đi đúng cái đường lối, tự nhiên là cũng như là cái bộ máy, cơ thể mình cũng như bộ máy. Mà khi mà mình rắc lê vào đó đúng rồi á, thì tự nhiên nó phải có kết quả, dầu nhiều không ít, nó cũng phải có kết quả. Nó, vì cái bộ thần kinh mình á, ngoài cái điện ra mình có cảm giác nữa. Thì mình nói cái cảm giác sơ sơ của cái người bình thường á, là cái cảm giác của mình là cái bộ thần kinh nó chuyển động, cái luồng thần kinh nó lên. Đó. Và những cái cảm giác về bất thiện thì những cái kỹ thuật đó là mình điều hành cái thân xác mình để cho nó tạo nên một cái luồng cảm giác chính đáng và cái luồng vận động, vì cái bộ xương sống của mình nó trong đó là có cái bộ thần kinh đó là nó trách nhiệm cái hoạt động của nó theo khoa học bây giờ là nó dẫn đi những cái luồng dẫn truyền, mà khi mà mình ngồi đúng cái kỹ thuật của mình theo như là các bạn đã trên bài đó, mình nghiên cứu kỹ và sâu đó, thì nó sẽ có cái luồng điện vào đây, nó có giác của mình mà thôi. Đó. Cho nên tôi xin trình bày với cái cảm nghĩ bình thường và đơn sơ của tôi đối với các bạn. Nếu các bạn có cái gì thì cứ nói. Cảm ơn anh Dập. Chị Phụng muốn đóng góp. Dạ, thưa kính quý bác và bạn đạo, tôi có nhớ lại là không biết có phải đúng hay không, nhưng mà thầy có dạy chúng ta là khi chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là chúng ta nhắc là cái phần điển bi và Quán Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Phật là cái luồng điển trí và dũng. Khi mà chúng ta nhắc lại cái đó để chúng ta hình kết thành và dũng trí đi với thanh thành tới thanh tịnh, không biết sự thật không biết đúng không. Dạ, cảm ơn chị Phượng. Trong cái câu mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát á, nó có chữ Quán Thế Âm. Thầy có giảng Quán Thế Âm là cái gì? Quán Thế Âm. Dạ. Xin đóng góp là Quán Thế Âm là quán cái luồng điện cực thanh để quan chiếu cái sự tâm tối của chính mình. Dạ. Và khi đó là cái mình cũng có cái luồng điện thanh tịnh, khi được quan chiếu thì cái luồng điện mình nhờ đó mà nó phát triển. Anh nói cũng đúng. Bây giờ xin anh bổ túc thêm, làm sao mà mình có cái luồng điện của mình mà nó quán Thế Âm được?
Không, tôi không nói luồng điện của mình mà quán cho âm, nhưng mà quán là ở trên quán cho mình. À, nhưng mà làm sao mà để cho ở trên quán cho mình? Khi mình tập trung, khi mình thiền, tức là mình tập trung, khi mình hướng trên đỉnh đầu thì cái đỉnh đầu mình nó cũng phát xuất được luồng điện. Khi là cái luồng điện của mình phát xuất lên rồi đó, mới quán ở bên trên, mới quán. Quán thì âm là lúc đó mới trên, ở dưới có đưa lên thì ở trên hút mình được. Đúng rồi, thì cái luồng điện. Nếu mà không nghĩ lên trên, thì thầy nói khi mình nghĩ đến trời Phật thì trời Phật quan chiếu mình, cũng như anh nghĩ đến cha mẹ anh thì cha mẹ anh sẽ hướng về anh. Với thương anh được. Dạ. Cái đơn giản nhất như vậy. Dạ, xin anh tự giới thiệu luôn. Tôi là Thọ ở Houston. Dạ, xin cảm ơn anh Thọ. Dạ, tôi xin phép được nói thêm cái vấn đề quán thế âm. Ở quán thế âm tôi nghĩa là âm thanh của điển bi của Quan Âm Bồ Tát. Khi mà chúng ta trụ lên như anh vừa nói thì chúng ta trụ lên đỉnh đầu hoặc là trước trán, thì theo trình độ của mỗi hành giả. Thì chúng ta trụ lên hướng bên đó thì cái luồng điển của Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là âm thanh của Quan Âm Bồ Tát kết hợp với luồng điển của mình, mình dễ trụ lên đó để được cảm nhận hai cái luồng điển để hòa với nhau, thì chúng ta phải thăng tiến hơn và phải định hơn. Và trên hết ạ. À. Xin cảm ơn anh Còn. Bây giờ mình qua cái phần sẵn đó, mình giải luôn cái phần cái câu thứ nhì là Nam Mô, mình giải xong là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử tên gì đó tu hành đắc đạo. Cái ý nghĩa của câu đó là như thế nào? Nếu các bạn không biết thì cũng có thể cầu cứu hội trường nha. Cầu cứu không? Cầu cứu kìa. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Long Hoa đây có nghĩa là luồng điển từ trái thận, nó đưa lên đường xương sống, là lên trên bộ đầu của mình nó nở hoa. Thì cái luồng điển nó phát xuất lên trên bộ đầu nó ra, thì nó là một cái đóa hoa trên bộ đầu của mình. Thì trong huyền bí thì mình đã đảnh lễ Đức Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh cho mình được tu hành đắc đạo, và đồng thời mình cũng phát huy được cái luồng điển trong người của mình từ pháp luân thường chuyển. Khi mình ngồi ngay ngắn đó thì cái luồng điển từ hai trái thận nó phát xuất ra luồng điển từ xương sống đi lên, và từ lên trên bộ đầu thì nó sẽ là phóng ra ngoài. Đó là một đóa hoa dân Phật. Tôi xin hết. Xin cảm ơn chị. Và có ai bạn đạo nào muốn đóng góp thêm về cái câu này không? Cái ý nghĩa của cái câu nguyện thứ nhì đó, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử tên gì đó tu hành đắc đạo. Và nếu không có ai thì xin mời các bạn nghe phần giải thích của thầy. Cái phần này thầy giải cũng hơi nhiều quá. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Bởi vì khi mình nói về người tâm đạo thì nó phải nhớ rằng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là mọi người đều có ý niệm là mẹ tình thương của thế giới. Đó là những người đời cho nó phải có dựa nương để nó đi tu. Còn đúng á, thì cái luồng điển từ bên trên chiếu xuống Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên trên chiếu sáng xuống. Vì lúc chúng ta soi hồn rồi chúng ta nguyện là cái ý chúng ta tập trung bộ đầu phóng lên thì bên trên chiếu qua xuống Quan Thế Âm thấy sự tâm tối của chúng ta luồng điển ở trên. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói về điển thì từ trên chiếu xuống. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ chứng minh đệ tử di thiện tối lạc. Mình tu tới di thiện trở về sự hiền hòa quân bình thì mình đi tới cái chỗ tôi là, lúc đó là biển của Đức Di Lạc được chiếu. Đó là cái pháp này là tiến về cái pháp như ý. Tại sao nói như ý? Khi chúng ta tu rồi tới đó xuất hồn rồi đánh lễ Phật rồi đi lên một lớp nữa thì như ý. Lúc đó chúng ta muốn mặc cái áo nào ý ta tưởng thì nó phải có, muốn màu nào sắc nấy nó đều hết, không có bê trễ được. Cái pháp như ý là của Đức Di Lạc đã có. Thấy chưa?
Cho nên cái phương pháp này là chỉ có điển mới là như ý được. Còn vật thể không có như ý được. Điển mới là như ý. Thấy không? Thì ngày nay văn minh đã cho chúng ta thấy động ra nó có kết quả. Nhưng may mắc này khi có điển, động có kết quả. Chỉ điển mới là mau được. Cho nên chúng ta tu đây là hai luồng điển, đi lên đi xuống. Điển âm và điển dương được cởi mở và sẽ hợp nhất. Thì bên trên mới chính cho chúng ta. Còn nếu chúng ta tu mà cái tinh khí thần cứ tiêu hao mãi thì làm sao có kết quả. Cái ngũ khí triều dương là pháp luân thường chuyển để cho ngũ tạng, ngũ khí được đi lên. Và tam quê trụ đỉnh là tinh khí thần phải trụ ngay trung thiên bộ đạo. Lúc đó bên trên người ta mới chiếu cho mình. Còn cái này mình cứ tinh khí thần tiêu hao hoài, làm sao mình đạt được Mô Ni Châu? Mình có Mô Ni Châu và vất đi Mô Ni Châu làm sao đạt? Đó. Cho nên tài nhưng mà người đời cũng hơi khó. Để cho họ tập tành lần lần, rồi họ thức giác. Họ thấy được đây là ba báo linh tinh khí thần là của quý trong tôi không có hào phí nữa. Và tôi sẽ nắm cái của này để tôi làm đại sự thay vì tôi làm tiểu sự. Bây giờ tôi đi chơi bờ, tôi đi xài phí dâm dục chỉ có chút thôi, mà đã tiêu hao cả một cái của cải vĩ đại của Thượng Đế ân ban cho tôi để tôi học, tôi tiến. Lúc đó nó thức giác thì nó mới trụ tâm. Nó trụ tâm rồi nó giữ điển, mà giữ điển thì nó mới chuyển qua đi lên trên. Lúc đó mới trụ Mô Ni Châu xuất phát ra. Thì nó trở thành một cái thánh thai, rồi cái hồn mới nhập vô cái thánh thai mới là rời khỏi thể xác. Cho nên các bạn mới đang tu đây là mới xây dựng ngũ khí để cho nó đi lên cái đã. Rồi cái chú khí triều dương, rồi tam quê trụ đảnh, rồi tinh khí đằng trâu cái đã. Rồi mới học đi tiến đi lên, đi lên, đi lên, cấu trúc thành một cái thanh thai. Lúc đó mới nhập mới đi được. Cho nên đều có trật tự. Nhưng mà cái đời chúng ta đã bám víu rồi thì phải từ từ đi ra. Nông nóng đâu có được. Nó dính rồi, như keo dính. Vợ con đủ chuyện nó cứ dính tay dính chứ. Thì bây giờ chúng ta phải từ từ đi, rồi chúng ta trụ trong ý chí tự chủ rồi. Lúc đó là dứt khoát đời đạo sanh trụ. Chứ bây giờ mới có tập thành như tới thôi. Chơi luôn mấy cái phần trước. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì người ta đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, cái luồng điểm nó đi lên. Luồng điểm của mình chứ không ai đó. Đi lên tột độ cao rồi, Quán Thế Âm dồn sự tâm tối của mình. Mà mình đang làm, đang sống cái lục căn lục trần ở trong cơ thể này là mình cứ tưởng của mình. Cho nên càng đọc thì càng thấm thiết. À, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc. À, Long Hoa là sự đua nở trong tâm thức, sự mong muốn của con người. Nó có cái luồng điện sáng lạc đó. À, Giáo Chủ Di Lặc hội tụ trở lại. À, chứng minh đệ tử là tất cả đồng thanh tương ứng, ý tương cầu, và để chứng minh cho cuộc hành trình này tiến hóa. Chứ tôi tu để làm gì, mục đích gì? Nó phải có mục đích, mà phải có đường lối, mà có hữu ích trong cơ tạng tôi, và khai mở những sự lố bịch trong nội tâm của tôi, sự ngu muội mà tôi không thấy được. Từ lần lần nó đi tới chỗ thanh tịnh. Cho nên nhiều người vô đọc, bởi vì người ta không chưa hiểu lý. Cũng như anh chưa hiểu rõ cái đường lối như vậy, thấy không có hữu ích gì cho cơ thể tôi. Nhưng thì thật có hữu ích. Hồi nãy giờ anh lên đây đứng nói chuyện, anh thấy có hữu ích, anh được biết được chuyện này, chuyện nọ. Rồi anh ngồi anh thiền, rồi anh thấy mặt mày anh tươi tắn, rồi kiến anh thấy đời là giả, không phải thật. Anh dồn cái mặt anh tươi thiệt, nhưng mà anh nghĩ đâu một mai sau này nó già rồi thế nào, rồi nó chết nó thế nào. Từ đó anh thích. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ. Bởi vì khi chúng ta bỏ căn nhà, trước kia anh có căn nhà, anh chê căn nhà, anh bỏ anh đi. Nhà tôi xấu quá, tôi ở nhà khác. Anh kiến ta bà nghĩ chuyện bên ngoài. Nghĩ những nghiệp duyên thế gian, cứ con vợ có tiền, có xe hơi, chuyện bên ngoài hết. Cả ngày cứ nghĩ chuyện đó thôi. Tham sân si. Rồi bây giờ anh hiểu rồi, chạy tới luôn vô. Mà tại sao anh chạy tới luôn vô, anh thấy rằng người ta mách cho anh biết là căn nhà của anh là tốt lắm. Có trời Phật chứng minh. Có tương lai vô cùng rất tốt đẹp. Rồi anh mới trở về với căn nhà anh, trở về căn nhà anh thì tự nhiên nó cây cỏ nó mọc đầy hết. Thì anh
cắt, anh đào, anh phải mở đường, anh mới quét bụi bặm, anh mới vô lại, ngồi lại cái ngôi vị của anh. Lúc đó anh mới thấy chân được, cho nên phải bỏ công. Ở thế gian muốn mua chiếc xe hơi cũng phải bị người ta hành hạ. Cuộc tập tu thì những tâm thức rắc rối mà nó đặt nhiều câu hỏi với anh là lục căn lục trần của anh. Hồi nào giờ anh thả lỏng cho nó làm chủ, và bây giờ anh về làm chủ tự nhiên nó phải tức rồi. Nó thôi dẹp đi, nghe tầm bậy tầm bạ, cái này nói tầm bậy tầm bạ, không có đừng có nghe. Đó, nó phản cách nó luôn lại. Rồi nó làm anh mất tất cả cơ hội, trở nên cũng như xưa, bị đánh chìm trong cái duyên nghiệp. Rồi lúc đó nó biết ta sai. Nó cũng không trễ, tuổi trẻ mà bỏ con đường đạo, đi qua đường đời thì mau bị kẹt. Cứ vợ để con lập gia đình, gánh cả ngày cứ gánh bấy nhiêu công chuyện đó, tôi tóc bạc mắt lờ. Lúc đó mới biết tôi còn nhỏ, tại tôi phản lấy tôi. Nếu tôi không phản lấy tôi đâu có bị gì vậy. Thấy không? Chính mình phản mình và chính mình gạt mình ở chỗ đó. Cho nên con đường trở lại với tâm thức quân bình và trở lại với cảnh đời đời bất diệt, không ai tin đâu, trừ những người đau khổ bị thất bại. Chọn cái con đường đó, biết tất cả đều là giả, không có sự thật. Bên đây tôi đưa thằng bạn này chết, mai tôi đưa ông kia chết, rốt cuộc không có ai vĩnh viễn ở thế gian. Học giỏi thì thiệt giỏi, mưu kế đầy thì thiệt đầy, rốt cuộc rồi cũng phải từ giả ra đi với anh. Tôi hiểu được cái nguyên lý này, tôi phải tầm tôi là cái gì đây, trong này có cái gì. Cái phương pháp này cứ trực lưu tâm, anh sẽ thấy. Anh dọn nhà, quét nhà, anh mới thấy của báo trong nhà. Còn anh không chịu dọn nhà, quét nhà thì anh không thấy của báo trong nhà. Có bao nhiêu công chuyện đó là cái phương pháp phong niên vô vi khoa học. Tự hành, tự tiến, chứ không được có người khác hành cho mình. Không có. Mà chúng ta là người trách nhiệm truy tầm chân lý và đào sâu trở lại với cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Thì phải dày công mới có. Chứ không có ai cho chúng ta. Cho tiếp luôn. Cho nên tiến về Phật giới chỉ có thực hành. Cho nên đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ. Tại sao khi tôi chấp tay vô, tôi thấy cái đầu tôi lăn lăn, mà trong ý niệm tôi ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nó nhẹ dần dần. Đó là luồng điển chứng minh cho luồng điển để tiến hóa. Hành là phải tiến. Còn ở thế gian nó Nam Mô cũng như là đặc biệt của người tu. Tây Phương Cực Lạc cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt, nhưng mà không bao giờ đạt được. Cho nên vì lẽ đó phải cúng Phật, phải cúng dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ. Còn ngược lại, chúng ta hành là phải đi, đi phải tri lý, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào. Thể xác của chúng ta cô động bởi cái gì? Sự di chuyển, kích động và phản động đều là điển trực và thanh. Và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng điển đó thanh thừa thanh mới hút đi lên. Lên trên đó sáng suốt Quán Thế Âm là dồn trở lại cái sự trần trực mê muội của ta mà ta sửa. Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, khi mà chúng ta chịu sửa rồi thì cái phần hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, di thiện tối lạc, chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, chứng minh cho lục căn lục trần từ đây về sau không có suối bậy và giữ tâm thanh tịnh, tiến hóa như chữ nhân ông mới có cơ duyên đắc đạo. Cho người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian chỉ ca tụng cảnh thiên đàng là đẹp, vẽ cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được. Vẽ cái hình cái thiệt tốt đặt trên bàn thờ, quỳ lễ kiếp này cái kiếp nọ, nhưng mà không thấy đạo ở đâu. Cho nên người hành phải đi trong thực chất, đó là điển quang tự hành.
Điểm quang là chỗ nào chúng ta có sự nóng lạnh trong cơ thể này, và chúng ta có một phần trụ đảnh để quan sát bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên đó là cộng điển để khai triển và trở lại với sự quân bình. Cho nên hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín và không nằm trong sự cầu sinh, nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thành giới, mới chứng minh chúng ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta có tập trung, chúng ta mới được sức hút thanh nhẹ bên trên, đưa chúng hồn ta lần lần trở về thanh giới. Cho nên nhiều bạn đã thấy rõ, nghe qua âm thanh của tôi, thấy nhận thở rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút mắt thanh nhẹ, nhắm từ từ lăn lên và quên đi không biết ta ở đâu bây giờ. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bước về thanh giới và đang được điêu luyện nơi thanh giới. Thanh giới không có ồn ào như thế gian, không có chỉ trích như thế gian, nhưng mà hòa ái tương thân, để cho cái phần thanh điển của chân hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi thanh giới, mà thật hướng về cực thanh cực tịnh. Lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi thiên giới. Dạ, xin thành thật cảm ơn các bạn đã lên đây đóng góp. Dạ, vì thời gian bữa nay có hạn thì chúng tôi sẽ tạm ngừng cái chương trình ôn lại pháp lý phương pháp công phu ngày hôm nay, và chúng ta sẽ tiếp tục vào kỳ tới. Xin thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Xin cảm ơn.